Xin chào các bạn, kênh Huyền Như rất xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình ra vườn thăm luống su hào ngồng nhà mình này. Đấy, hôm nọ mình vừa mới trồng rồi, hôm nay đã tốt các bạn nhé. Bạn thấy chưa, nó mập chưa? Chà bá. Hạt su vẫn còn đang đọng trên lá.
Video rau cải ngồng của mình đây là kết thúc nha. Xin chào lại các bạn.